mừng Chúa Nhật Hai mùa thường niên năm B. Lời Chúa Gioan chương 1 câu 35 đến 42. Gioan đứng với môn sinh, thấy Giêsu bước một mình đi ngang, tức thì lên tiếng nói rằng: Đây chiên Thiên Chúa toàn năng uy quyền. Môn sinh nghe nói theo liền. Giêsu quay lại hỏi riêng tìm gì. Họ liền thưa lại Rabbi. Bấy giờ người bảo muốn thì đến xem. Chỗ người họ đã đến xem và còn ở lại ấm êm trọn ngày. Hành trình khám phá vui say, lời Ngài luôn mãi đông đầy tin yêu. Cùng Ngài mỗi sáng mỗi chiều, cuộc đời thắm đẹp tình yêu tuyệt vời.